bốn quận sáu cô chú anh chị và các bạn nghe chú quầy heo quay của Duy Kim Mai. Trước khi lên máy bay để ăn bánh mì. Ai? Dạ cái chú nãy. Cái chú nãy à? Trước khi lên máy bay á hả? Dạ. Phải ăn bánh mì. Rửa sổ tâm hồn. Rửa sổ tâm hồn. Bên đây cái thay đổi chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Trời ơi. 6 tháng rồi hả? Tối mà hả? Đi bán ở ngoài đó mà quên kéo xuống cái gì luôn á. Để chồng nữa. Chồng quê em ạ. Đâu hỏi thăm thử thôi chứ. Đúng không chị Thông hả? Vậy vui quá mà. Chưa thấy đâu, ở đây em nhát hết tất cả mọi người luôn á. Ai cũng sợ. Nhưng mà cái chú mà chạy vào đường nó thấy mình mất rồi. Vậy hả? Đúng ngạc nhiên luôn. Đúng ngạc nhiên luôn hả? Bánh mì thì 15k một hộ. Còn heo quay pha rọi thì 320 một ký. Sườn thì 300, đùi thì 300. Cũng như là da heo thì 500 nha cô chú. Còn má heo mà nguyên cái má luôn á là mà 1 kg là 170. Biết giá hết. Bài bán heo quay thì Lily có bán trà sữa đồ ăn vặt ở khu V chợ Bình Tây. Không muốn mở nữa. Khu ẩm thực chợ Bình Tây, món mới là món gì? Lẩu, món lẩu hả? Lẩu rồi, lẩu á. Lẩu ly hả? Rồi, bữa nay bán lẩu nữa. Vậy bữa nào ghé quay món lẩu thử của Lily coi như thế nào. Mình có ghé mấy lần rồi đó mà sớm quá, chưa mở thôi. Anh đi tầm 7 rưỡi luôn kìa. 7 rưỡi hả? Dạ nghe, mà anh đi thứ 7 đi cho nó không có nhạc. À. Mấy ngày kia hay có sân khấu. Anh nói không? Mấy ngày kia là có sân khấu. Sân khấu hả? À. Thứ 7 là không có sân khấu hả? Đúng rồi, thứ 7 là không có. Ủa sao kỳ lại ta? Thứ 7 đó lẽ thứ 7 là phải có chứ. Nó xen kẽ anh. À. Thứ 6 có nè, chủ nhật có nè, thứ 7 không có. Rồi mấy ngày kia là không có gì. Mấy ngày kia không có. Nhưng mà nó sẽ mở nhạc, nếu mà mấy ngày kia nó cũng mở nhạc nữa. Anh đi tầm 7 rưỡi là chưa đâu, 8 giờ mới bắt đầu. Giờ bắt đầu có nhạc. Còn không thì tối nay ra quay cũng ok. Tối nay ra quay đi. Tối nay có bán đâu? Có. Thử lại bán luôn hả? Giờ nay em bán hết luôn á. Bán nguyên tuần. Đây heo quay nè cô chú. Lily bán heo quay, trà sữa, đồ ăn vặt. Cái này có thêm nghe, có thêm món lẩu, lẩu ly đó hả? Món lẩu nữa, cho khách tha hồ lựa chọn. Còn kia là chị Nha, chị Tâm. Lẩu tô. Lẩu tô hay lẩu khố? Uống trà sữa miễn phí lẩu á. Uống ly trà sữa miễn phí lẩu. Đó, heo quay nè. Đúng rồi, đó em uống ly trà sữa miễn phí lẩu đúng rồi. Chắc phải kiếm nhà tài trợ đúng không? Đây. Anh Lâm tài trợ. Địa chỉ nè. Địa chỉ nè, tới giờ. Mình phải chạy chương trình chứ. Chương trình để khuyến mãi rồi cho khách biết được mình đây. Ở ngoài có nhiều khách dễ thương lắm. Dạ. Hai bé đó tới lần đầu tiên ở đó xong rồi cái ghé vô quán em là uống coi như là mối luôn, ghé ở đó là ngồi đó luôn. Như là ta mà uống mối quen á. Tiếp tục heo quay bánh mì. Ừ.
gì rồi đúng không? Lấy gì làm quà? Tối đi Phương Nam làm quà rồi hả? Xíu. Hai cái đó lộn hoài nha. Xá xíu 300k một ký. Đó, đây là ba rọi, đây là đùi. 300k một ký. Xong cái là lên đi dọn vậy gì mai mới trả được lương cao được chứ. Mà tới có khách nước ngoài comment nói là Lily chặt mà nhìn con dao Lily chặt với cái tay mà thấy ớn lạnh. Em ký mốt má rọi chứ chị, hai quầy ký mốt rồi chị. Chị khách mua lạ quá, ký mốt rồi, ký mốt thôi. Chặt không? Chị khách mua đúng một ký mốt. Buổi sáng đắt khách lắm cô chú đi làm ghé ngang qua mua ổ hai ổ cũng tức.
10 ổ bánh mì. Khách mua buổi sáng 10 ổ bánh mì. Đúng chưa? Dạ, dĩ cho Diễm hả? Như hôm qua gọi điện không gọi được. Vậy hả? 26 phần nữa phải 26 phần quá hả? Anh đây có mấy ổ rồi, đủ chưa? Chưa đâu anh. Chưa hả? Thiếu 4 ổ không chen. Không chen. Em không có không chen. Không chen đúng không em? À. Dặn trước để còn lại chen. À. Đúng rồi đó. Tâm quên, tâm chen hoài à. Tâm bì liệu. Bì liệu à, hay tâm chen. Liệu dễ thương mà anh à. Dạo này chị Tâm lên sóng nhiều lắm. Sóng nhiều mà em có coi. Lên sóng nhiều quá trời. Em dạ, đúng rồi. Lên sóng mà không chịu coi hay thì thôi chứ. 10 năm sau mình coi lại clip của mình nha. Nói thật, sao cái trẻ này già quá. Ờ. Hôm nay mình chín hả? Rồi, Lily thì đang chốt đơn cho khách. Chốt đơn khách đặt heo quay đó cô chú. Còn chị Tâm với chị Nga thì hai chị đang làm 10 ổ bánh mì cho em trai. Cho 5 bánh mì, buổi sáng 6 bánh mì chị Nga. Nghe chị à? Nghe chị Tâm như nói tiếng nước ngoài như gió không? Nước ngoài á. À, tiếng nước ngoài như gió. Cái cồng len rồi chê. Lỡ lỡ thì cha coi sổ đi. Không cái cầu á trời ngõ. Dạ. Ngoài đâu. Chị Nga thì đang lấy miếng heo quay bự xuống cho khách. Chẹp. Chị lấy vô cầm mà. Tết ký à, xá gì mà. Dạ, một ổ à. Ổ đây anh. Bỏ bịch lên. Chị Nga. Có Tâm không? Có Tâm không? Có tay không chứ quanh lộn. Chặt đúng ký quá hả? Đừng có chung tay thôi, mới vừa nói à, chung tay rồi. Chung rồi. Tay chung. Chung tay là nói tiếng tiếng Hoa là gì chị? Chanh. Sang. Ủa tủ sang. Rồi. Quánh chồng á chị, quánh chồng tiếng Hoa là gì? Rồi chơi mà quánh chồng. Quánh chồng là tiếng Hoa là gì? Dí chồng nè. Trả lũ cúng. Trả lũ cúng. Trời ơi. Anh cũng biết đó chứ. Vợ là trả lũ cò. Trả lũ cò. Trả lũ cò nghe chơi đây. Trả lũ cò. Mà hồi nào dí chồng á thì khác. Còn mà quánh cái đẹp là trả sức trẻ. Tả sữa trẻ. Ồ học được mấy câu rồi nè. Không có gì học là đánh người không à. Đánh người không? Không là hỏi thăm thử mấy cái từ đó thử. Rồi anh ta hỏi những từ khác quá. À. Hỏi từ đánh người không à.